Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, mình có gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 2,5 token cần CPS3 các bạn. Thì token này nó đã phân phối, nhưng những bạn nào trên YouTube Wallet nó chưa về, mình để cập nhật vào con chắc nó để chết giết các bạn. Thì các bạn đít cái phần link mô tả mình từ 0 đến 6E nè các bạn. Phần copy các bạn. Rồi các bạn chép. Rồi sau khi sao chép thì các bạn mở với chút wallet cho mình ra nha tất cả các bạn. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn mở cái gì anh trời nó lót một chút xíu. Lâu lâu quá ta. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gạch trên đầu nè các bạn. Trên cùng nữa các bạn. Trên đây nè. Các bạn bắt vào các bạn, bắt địa chỉ các bạn copy cuốn sách nó vào đó, mình dán vào đây nè các bạn. Rồi thì nó ra sẽ ra là Crypto with CPS3, các bạn mở ra các bạn, rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn lướt xuống. Các bạn lướt xuống thì các bạn sẽ gặp, các bạn sẽ nhận được 2,5 token CPS3 các bạn. Thì token này đã đợt hỏng thì nó đã cho giao dịch trên chất swap, để bây giờ mình kiểm tra giá cao thì mình hướng dẫn các bạn swap luôn các bạn. Các bạn nào chưa có cái tài khoản trên sàn Uniswap thì các bạn copy cái đường link của mình các bạn, rồi các bạn dán vào cái trình duyệt Blockchain trên đây nè các bạn. Thì nó ra cái giao diện gì thì các bạn nhấp vào nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu. Đây thì những bạn nào mới thì chưa connect địa chỉ với ETH trên ví chút wallet của mình thì các bạn bấm vào đây để connect nha các bạn, để nó liên kết với cái địa chỉ với ETH của mình. Còn bạn cũ nữa, bạn nào đã từng connect rồi thì thôi bỏ qua các bạn. Rồi các bạn nhấp vào mua tên nữa các bạn, cho mua tên nha ETH, các bạn bắt cái địa chỉ con chắc hồi nãy vào đây nha các bạn. Tiếp tục nha các bạn, nào mình sẽ swap qua bên ETH các bạn. Đầu ta sẽ dán không ăn ta. Mà các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Cho kỹ tự. Rồi sau khi các bạn dán vào thì nó ra một cái mục gì, các bạn bấm vào mục add nha các bạn. Rồi, đây thì các bạn chọn xuống đây cái đồng tiền nào thì các bạn chọn nha các bạn. Các bạn chọn ETH đi các bạn. Mình sẽ swap qua ETH nha các bạn. Rồi các bạn bấm add nha các bạn. I help you. Cái này là mình không đủ swap hay là sao ta, có 2,5 token cần mình không đủ swap hay là sao ta, hay là thôi vậy là hiện tại nó đã phá cái con chắc swap này rồi các bạn. Để khi nào nó có mở ra cho mình swap thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn swap các bạn. Nói chung thì mình nhận token này về thì cũng rất là ngon rồi các bạn. Các bạn không thắng từ từ nha các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.